Tử Vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Thứ nhất, tổng quan về tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Nam mạng sinh năm 1991 tuổi Tân Mùi, tức tuổi con dê, thường gọi là đắc lộc chi dương, tức dê có lộc, mệnh thổ, lộ bàng thổ, nghĩa là đất ven đường. Sao chiếu mệnh gặp sao Thái Dương, vận hạn, hạn toán tận, vận niên, mã trúng đao. Thái tuế năm 2022 không phạm hạn thái tuế. Tam tai năm 2022 không phạm hạn tam tai. Tuổi kim lâu năm 2022 không phạm hạn kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2022 phạm hoang ốc, ngũ thọ tử. Thứ hai, sao chiếu mệnh năm 2022 tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng. Sao Thái Dương thuộc hệ thống cửu diệu và đó là một cát tinh chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này nhờ vượng khí cát lợi, khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Những tác động của sao Thái Dương chiếu mệnh: làm ăn được phát đạt, may mắn trong việc buôn bán, nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, là hai tháng đại cát. Đối với thế hệ trẻ gặp năm này, học hành thông minh, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi cử đỗ đạt cao. Vì bản chất là ánh sáng nên cách làm cần quang minh, đường đường chính chính mới gặp cát lợi. Nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại, giống như sao Thái Bạch là hung thần hao tốn của cải. Với quan điểm cho rằng sao Thái Dương chỉ hợp với nam giới, không hợp với nữ giới, tuy nhiên với bản chất là vượng tinh, thì nam giới đắc lợi hơn, nữ giới cũng gặp may mắn, tuy nhiên không bằng nam giới. Thứ ba, vận hạn năm 2022, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng. Hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài ngộ trúng. Khi đi đường nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá, dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Muốn tìm hiểu hạn toán tận tốt hay xấu ra sao, chúng ta không thể bỏ qua câu thơ diễn nghĩa về hạn toán tận như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới. Những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến, đột quỵ. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau. Hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại, v.v. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với những người trong năm gặp hạn toán tận thì cần thực hiện theo những điều sau. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Như vậy không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không được thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn, kẻo sẽ bị tai nạn, cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Thứ ba, luôn cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả.
Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật trúng gió. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh, vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì, bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. Để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, hợi, mão, mùi, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não đỏ, mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Thứ tư, vận niên năm 2022, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nam mạng. Mã trúng đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu trong năm bản mệnh gặp vận này mà không biết kiềm chế thì dễ gặp thất bại. Bản mệnh tốt nhất là mũ ni che tai, không nên cạnh tranh với ai việc mình làm. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước, cầu phà. Công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới. Về cuối năm mọi việc sẽ tốt hơn. Thứ năm, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nam mạng, trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Trong năm 2022 nhâm dần, có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm hạn thái tuế. Trong đó, tuổi Dần năm 2022 phạm trị thái tuế, tuổi Tỵ năm 2022 phạm hại thái tuế, tuổi Thân năm 2022 phạm xung thái tuế, tuổi Hợi năm 2022 phạm phá thái tuế. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nam mạng, không phạm hạn thái tuế. Ngoài ra, để kích hoạt mở cung tài lộc cho người tuổi Hợi trong năm 2022, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để giúp khai vận, mở cung tài lộc, đem lại may mắn. Thứ sáu, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nam mạng, trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nam mạng, không phạm hạn tam tai. Thứ bảy, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nam mạng, trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không?
Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có 4 dạng, đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà, phải 5 kim lâu. Thứ hai là kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì kim lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm kim lâu. Cụ thể, dư 1 là phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm hạn kim lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng là 32 tuổi, không phạm tuổi kim lâu. Thứ 8, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Cụ thể như sau, nếu vào các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài là 3 cung tốt, còn 3 cung tam địa sát, ngũ thọ tử và lục hoang ốc là 3 cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc tam địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng là 32 tuổi âm, phạm hạn tuổi hoang ốc, ngũ thọ tử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Phong Thủy Bạch Dương nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.